Wow, chào các bạn đã đến với kênh của Poppy. Và mình là Poppy đây. Và hôm nay đã đến với clip mới của mình các bạn rồi nè. Và clip này thì nó rất là kiểu huyền bí, kiểu phiêu lưu lắm. Các bạn hãy xem và cảm nhận nó nha. Và đừng quên hãy nhấn cho Poppy một like, share, subscribe cho kênh YouTube của Poppy nha. Và nhấn vào cái chuông để nhận thêm những thông báo về video clip mới nhất của Poppy. Ok, và bây giờ chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Ok. Trời sáng hả ta? Trời sáng lên, sáng sớm lên khỏe quá. Ôi, phải con cụ hình như giờ mình cái gì kìa trời ơi. Ôi, nhìn nó đi thui rồi rồi à. Thôi sáng sớm mà mình phải kiếm gì đó ăn thôi. Thôi táo vàng đâu ăn được, táo vàng này để mình đi chiến đấu ăn. Mình ăn táo đỏ đi ha. Ăn táo đỏ cho cuộc đời nó đỏ. Ngâm 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 ngâm. Thôi đi ra đi vòng vòng làng chơi. Ê chú ơi, chào chú. Ê chào chú. Chào chú, nay khỏe không chú? Trời ơi, nhìn chú nhìn thấy sắc mặt tươi đắng quá ha. Ấy gà kìa. Ui trời, sáng sớm mà chú đó. Chú đó ra ruộng bơi sớm mà chú. Ơi chú ơi, sáng sớm sao ra ruộng bơi sớm mà cảm lạnh đó trời ơi. Nay nước lạnh lắm, teo giấy luôn á. Thôi đi lên đi. Đúng rồi, lên đi. Trời ơi kìa, con nó cũng vậy nè trời ơi. Con bê thằng thánh á các bạn. Con bê thằng thánh mà bữa mình thấy ở trên cái gì ta, cái nhà thờ á. Trời ơi, giờ nó xuống nó tắm. Ê, sao trời mưa luôn rồi. Ê, thôi phải vô đây nấp rồi một xíu nữa kìa. Ê. Ê, trời ơi. Rồi, hết mưa, trời ơi, sáng sớm tự nhiên mưa. Làm đứng đợi một buổi trời luôn. Ê, gà. Mình không có ăn thịt gà đâu, mình có nhiều đồ, thôi giết nó tội lắm. Ê, mấy chú này sao hợp tổ dân phố ở đây hay gì, đứng đông đủ vậy mấy chú. À mấy chú. Trời ơi, hợp tổ dân phố hả? Ai tổ dân phố đâu, ai chủ dân phố. Sao cứ ổng, ai biết ai gì đâu. Ê, mình đi dạo thôi. Ta ta. Bữa nay không biết mình làm gì ta. Bữa nay không có công việc gì làm, hết buồn quá. Mấy bác gì xây thợ chồng mấy này tươi tốt quá ha. Ê mà đúng rồi, hình như lâu quá mình chưa qua thăm bác Bảy đúng không ta? Không ấy, bây giờ mình chạy qua bên nhà bác Bảy, mình thăm bác Bảy đi ha ta, đúng không ta? Ok, giờ mình chạy qua thăm bác Bảy thôi, đi qua thăm bác Bảy thôi. Đi. Ê, nhà bác Bảy ở nhà nào vậy nè ta? Nhà này nè. Ủa? Bác Bảy đâu? Ủa bác Bảy đâu rồi? Ủa sao có mấy ông này ở đây? Ủa chú? Ủa mấy chú là ai à? Hình như mấy chú bạn của bác Bảy phải không? Sao bác Bảy đâu mất tiêu rồi? Trời. Bác Bảy đâu rồi? Ủa sao mấy chú vô nhà bác Bảy mà bác Bảy đâu mất tiêu hết rồi? Trời, chú Bảy đâu mất tiêu rồi? Nói mình phải ra mình hỏi mấy người biết không? Chú ơi, chú biết bác Bảy không? Ở đâu không chú? Chú ơi, chú biết bác Bảy ở đâu không chú? Chú không biết quá. Chú ơi, chú biết bác Bảy ở đâu không? À bác Bảy hả? Bác Bảy hình như nghe nói là hồi tối này là bị bệnh nặng lắm, hình như là giờ đi chuyển vô trong nhà thờ đó để coi sức khỏe đó. Giờ cố kiếm thì vô chổng kiếm đi. Rồi. Để vậy có gì con chạy vô chổng con coi thử. Con cảm ơn hai chú à. Cảm ơn hai chú à. Để con đi vô chổng nó thử à. Ủa nhà này nè, ủa có đối diện luôn mà mình không biết ta. Đối diện luôn. Ê, nè chú Bảy nè với ông thầy bồ nè. Ê thầy. Ủa chú Bảy bị gì thầy? À chú Bảy hình như là bị cái bệnh nặng lắm. Bệnh này là nó kiểu nó bị sốt cao với lại nó triệu chứng nó dữ dằn lắm. Ê, bây giờ không biết là bác Bảy có thể qua khỏi được không, cũng không thể biết được nữa.
Ủa vậy hả? Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Mới bình thường hồi bữa hổm là nói chuyện con đầu rành rẽ mẹ khỏe mạnh lắm mà ta. Sao giờ tự nhiên cái nằm kỳ vậy? Vậy giờ có cái cách nào cứu được bác Bảy không thầy? À, bây giờ nếu mà muốn cứu được ông này á, muốn cứu ông Bảy được á, thì phải đi kiếm một cái người mà ác độc mà kiểu mạnh nhất trong Mayblade luôn á. À, ông ta sẽ có được cái phép lực đem về đây để mới chữa được cho chú Bảy được, đúng không? Trời, vậy là ông đó là giờ ông phải kiếm ông đó ở đâu ta? Mà ông đó tên gì thầy? Ông đó hả? Ông đó hình như là ông Herulai á. Herulai rất mạnh và tàn ác nhất ở trong Mayblade à. Hủi ghê vậy? Hủi, con nghe con còn sợ nữa. Vậy bây giờ phải kiếm ông đó ở đâu ta? Giờ muốn kiếm cái ông đó là phải đi qua cái hướng đông á. Hướng đông mà đi hoài luôn, đi chừng nào mà tới thôi. Tới chừng nào mà ông có thể ông sẽ xuất hiện. Đi theo hướng mặt trời á. Cứ đi theo hướng mặt trời thôi. Thôi, trời ơi, đi vậy là biết chừng nào kiếm được trời. Trời ơi, đi vậy làm sao mà kiếm được ta? Vậy cứ đi vậy hoài luôn hả? Giờ cứ đi như vậy đi, rồi sẽ có kiếm được. Rồi để con sẽ đi kiếm liền. Con phải cứu được bác Bảy thôi. Bác Bảy có lúc trước là có công lao, ủa có ơn với con lắm. Trời, nhờ bác Bảy con mới thoát được cái nạn mà hết nước, không có nước uống. Đó, hồi đó con bị hết nước, làng cũng đâu có nước đâu. Chỗ con sống đâu có nước đâu, con chạy qua đây làng của chú Bảy để uống nước á. À, chú ơi, chú bất tỉnh hả chú? Thôi giờ con phải về nhà con xách hành lý để con đi liền thầy. Rồi bây giờ con đi đi. Rồi để thầy đây để thầy coi với bác Bảy tình hình rồi sau rồi thầy có cố gắng sẽ chữa trị. Con mà con nhớ đi sớm về nha. Rồi con sẽ đi sớm về mà. Thôi chết rồi, để vậy không được rồi. Mình phải làm cái gì đó thôi. Không được rồi, như vậy là không được rồi. Mình phải về nhà để mình soạn đồ cả hết, đúng không? Mình phải soạn đồ hết. Mình lấy băng lô hành lý để mình đi tìm ông, cái ông Herulai đó, để xin ông phép thuật để ông cứu được chú Bảy. Đúng rồi. Ok, mình về phải vô nhà lấy đồ. Lấy đồ thôi ơi. Trời ơi, tạm biệt mấy nhà thân yêu hả? Đấy. Rồi, thịt gà. Táo vàng này để chiến đấu nè. Cung, ok, cung. Ok. Kiếm. Rồi. À. Đó, vậy được chưa? Ủa, mà còn thiếu bộ giáp nữa. Để lấy bộ giáp, đeo vô. Đeo vô. Yeah, ok. Vậy được rồi. Ok. Mình sẽ đi hướng mặt trời hướng nào đâu? Đâu hướng mặt trời đâu rồi? Đấy. Hướng này hướng mặt trời phải không ta? Đâu, hướng mặt trời. Đấy. Ok, bây giờ xuất phát nào. Trời. Đi vượt núi Giang Lao ta kìa. Đi nào. Ủa mà đi ở đây phải cần một chiếc thuyền. Đúng không? Cầu. Đi thôi. Let's go. Đi tìm thôi. Đi tìm sự tự do. Ủa, đi tìm ông ta thôi. Trời ơi, nói cũng nói lộn nữa. Đúng là mấy thằng mà. Tối luôn rồi. Trời ơi, đi mà đi từ tối tới sáng luôn. Chạy quá trời đất luôn. Không biết tới chừng nào tới không. Mình lên đên trên biển luôn á. Thôi cứ kệ đi. Trời ơi, gì chú Bảy. Ha. Ok. Các bạn có bao giờ mà các bạn gì một ai đó để mình làm những mọi thứ mà để mình cứu người đó cho mình được không? Cũng nói chung là cũng gì cái chữ tình này là tình nghĩa chứ không phải là gọi là tình nữa. Tình yêu nha các bạn. Mình đã vì tình nghĩa là hồi đó đã
bác chú Bảy đã cứu mình một bạn rồi, bây giờ mình phải cứu chú Bảy mà lại một bạn. Ok. Mình phải bơi thôi. Lên lên thôi. Ôi ta đi lên lên. Lên 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 lên. Ôi ta đi dập dần. Dập dần con nước sống dời. Ơi trời ơi, sao đi đi hoài mà đi không tới. Rồi. Ê, đằng kia, đằng kia. Đằng kia, đằng kia có rồi kìa, đằng kia. Ồ, đằng kia phải đất liền không hay là đảo? Ồ, đất liền. Ồ. Ê, này trên núi nè phải không? Ở núi nè. Ê, ghé vô thôi. Ê, đi lên thôi, đi lên. Ê, gác kiếm lại. Ê, yeah. Tao đâu giết mày đâu mà kêu be be chi, làm biến quá. Trời ơi, bây giờ đi lên tới đây rồi, giờ phải làm sao nữa ta? Không phải chào đâu anh ơi. Cứu tôi với, tôi bị kẹt ở trên đây rồi, tôi bị kẹt trên vách núi rồi. Cứu cháu, có ai không? Cứu tôi với. Ủa, ai hả? Ai hả? Hình như mình nghe tiếng của cái thằng nào nó kêu phải không ta? Ủa, không biết đâu, chắc ở trên chảnh hay gì vậy? Để mình trèo lên chảnh thôi. Cứu tôi dây, cứu tôi dây. Trời ơi, nó thiệt. Có người bị kẹt cái núi hay gì kìa. Thiệt luôn á. Cứu tôi dây, bên đây nè. Có ai cứu tôi không? Tôi kẹt ở trên núi nè. Rồi, cứu nè. Có ta đây. Cứu tôi dây lên, có ai không? Ủa, đâu? Đâu nó rồi? Đâu? Đâu? Đó nó dịch núi mà. Ê đây nè. Đây. Ê cháu ơi. Ê nè. Nè chú nè. Cô cháu. Cô cháu với. Rồi đây. Rồi. Đây để cứu ha. Bây giờ vô lưng ha, nắm. Ơi trời mưa luôn rồi. Vô lưng ha, nắm trèo lên ha. Vô lưng này nắm trèo lên. Rồi để cháu nắm vô. Rồi trèo lên. Ơi trời, cứu kéo cháu lên mừng thiệt luôn á. Trời ơi, mà cháu làm gì mà sao ở đây hả? Tự nhiên rớt đó hả? Dạ cháu đi chơi cái tự nhiên cái đứng đây đang ngắm cảnh nè, tự nhiên rớt chân cái tự nhiên bay dưới luôn, trượt chân bay dưới luôn. Hên chi là không bay núi không ấy chết rồi. Trời ơi, mốt đi chơi phải cẩn thận nha cháu. Nó chơi mà gần vách núi, đừng chơi gần vách núi quá, chơi gần là té chết á. Giờ nếu hên là bữa nay có chú là kẹp á, không có chú là chết rồi đó. Cháu cảm ơn chú nha cháu ơi. Bây giờ chú đi đâu ạ? Chú đi có chút chuyện mà. Giờ cháu tranh thủ cháu về nhà đi, không thấy ba má chồng nữa nha. Nghe cháu. Rồi, có gì chú chạy về nhà liền, chú yên tâm đi. Trời ơi. Rồi, chú đi nha. Bye bye cháu. Bye bye cháu. Thôi mình đi thôi. Trời ơi, trẻ em nay chơi đâu không chơi, chơi vách núi không à. Trời ơi, đúng là nít quỷ không à. Đây mấy heo ấy. Để heo nhiều quá à. Bên khu mình đâu có heo đâu, khu mình toàn là dê thằng Thánh không à. Dê mà lên nóc nhà không à. Cái khu này mới có heo, còn khu nhà của mình, cái làng của mình là trời ơi, toàn là mấy dê thằng Thánh, nó đứng nóc nhà, nó ở nóc nhà không, nó đâu ở đất đâu. Nó hướng mặt trời ha ta, để mình leo lên trển mình coi thử coi. Hướng mặt trời hả? Hướng mặt trời đây hả? Mình đi hoài không thấy gì hết trơn ta. Ê, có cái nhà kìa. Ủa? Ê, ông này là Herurai phải không? Ê, có chữ Herurai kìa. Vậy là ông này Herurai rồi. Ủa? Người ta Herurai rồi sao? Có chuyện gì tự nhiên lại nói gì đây? Ủa nhưng mà mình nghe nói là ông Herurai là ông sức mạnh cao cường lắm, ông thống trị Mayfrat luôn mà. Trời, ông dữ dằn lắm mà sao mà nhìn ông này, ông già, nhìn thấy ghê quá, nhìn ông như là ba đú à. Dám chửi tao ba đủ rồi, tin tao biến thành cóc luôn. Giỡn với ta hả? Trời, vốn chỉ là ta đã già quá rồi, tao muốn quy ẩn, tao muốn sống cuộc sống an nhàn ở tuổi già được không? Giờ không lẽ không được nói chuyện của ta.
Trời ơi, à, dạ đúng rồi, đúng rồi, hình như vậy. À trời, vậy là ông muốn sống một cuộc sống an nhàn hả? Trời ơi, hèn chi ông ở cái nhà gì nó còn lập sập hơn nhà cháu nữa. Kệ ta, nói nữa, lấy cây ra tôi giả cho con cây bây giờ. Trời, đừng giả mà. Mà bữa nay con lại đây con kiếm ông có chuyện á. Chuyện gì nói đi. Chuyện là vậy, là cái con ở trong cái làng á, mà bây giờ cái chú ở của con á bị cái bệnh gì á, bệnh hiểm nghèo á, mà bây giờ phải có phép, nói thầy bùa nói là phải có phép thuật, có herorai mới trị được, mới cứu sống được. Giờ con xin là ông herorai có thể giúp con, cho con một phép thuật để con cứu sống được chú nhà con được không? Chuyện đó hả? Ta bây giờ đó là chuyện của ngươi, đó phải là chuyện của ta. Ta đâu cần phải quan tâm chi thôi. Có lợi lộc gì tao, giờ tao muốn sống cuộc sống như thế này, tao không muốn bàn cái chuyện đời nữa. Giờ ngươi đi về đi. Tự nhiên cái chạy ra đây kêu là giúp giúp, tự nhiên tao quen biết nó đâu giúp. Ơi ông ơi, giúp giùm con đi mà, nếu không có chú Bảy là con không thể sống được luôn á. Tao đâu biết gì đâu. Kệ ngươi chứ, sống chết giờ của ngươi chết nguyên cái làng nhà tôi cũng không nói gì hết. Trời ơi, tao đã từng giết biết bao nhiêu ngôi làng rồi phải không? Giết bao nhiêu người rồi, tao không cần. Trời ơi, tao nào giờ làm gì biết cứu sống con người, tao chỉ biết giết thôi. Trời ơi, ông ơi, bây giờ con quỳ xuống luôn, con quỳ xuống luôn á, con quỳ xuống luôn á. Xin ông mà. Thôi, ngươi đi về đi. À, ba ơi, ba ơi. Ê, con về rồi nè. Ủa, ai hả? Ê, ê Bibi. Ê, ê Bibi. Ủa, con. Ủa, cháu. Ủa, cháu này, cháu từ rớt từ vách núi nè. Cháu này ở ngay vách núi nè, phải không? Ở là cháu cha ơi, là cháu nè. Ủa, vậy là cháu là con của ông Herurai hả? Ừ, cháu là con của ông Herurai á chú. Ủa, ông Herurai đây là này, con của chú hả? Ủa, con của ông hả? Đây là con của ta đó. Ủa mà sao cậu biết nó? Ơi, cái này là thằng nhóc mà tôi đã cứu từ ở dưới vách đá lên nè. Đúng rồi đó ba ơi, chú này đã cứu con từ ở dưới vách đá lên đó. Thì ra là vậy hả? Thì ra là vậy hả? Ơi ơi ông ơi, ông hãy giúp cho tôi đi mà, hãy giúp cứu sống đi. Cũng cảm ơn rất nhiều khi là cậu đã giúp cứu con ta từ vách đá xuống. Thì đáp lại lòng đó thì ta sẽ cho một phép thuật để về nhà mà cứu được chú của người. Ok, ta trước giờ chưa bao giờ biết cứu con người, thôi nay là ta đã mang ơn người, ta sẽ cứu cho chú rồi ha. Dạ, bây giờ chú cho con phép thuật để con về con cứu, là con đội ơn luôn á. Đây là bình thuốc phép màu mà ta đã giữ trong người rất nhiều năm, có thể cứu người đó, cứu người chết rồi mà chết rồi xuống mồ rồi vẫn cứu lên được á. Mình chết người ung thư vú luôn, cứu người ung thư vú, ung thư gan. Trời ơi, ghê á. Trời ơi, vậy cho cháu xin, cho cháu xin. À, đây. Trời ơi, mình đã có được thuốc của ông heo rải cho rồi, thuốc phép của ông rồi. Bây giờ mình phải trở về để mình cứu chú Bảy thôi. Ok. Ê, cảm ơn ông nghe không? Cảm ơn, rất cảm ơn ông nhiều. Ô, mình đã có thuốc rồi. Ha, mình phải trở về nhà thôi. Mình phải trở về nhà thôi. Ơi, mình phải trở về nhà thôi. Ê. Cũng rất là may, các bạn biết sao, cũng rất là may mà mình đã kiếm, ủa mình đã cứu con ông ấy, nếu không là ông ấy là đã không chịu giúp mình rồi. Đời này nếu mà các bạn nhớ là nếu mà mình giúp người ta thì có một ngày là người ta sẽ giúp lại ngược chính bạn, trong cơn nguy khó luôn á. Đây là một cái gì à? Cái này không phải là mình dựng thì mình dựng, nhưng mà cái này nó một câu chuyện có thể là có thật ở trong cuộc sống luôn á.
Đó, các bạn nên nhớ đây cũng là một cái bài học mà mình chỉ cho các bạn á. Đó, mà cũng phải chỉ đâu mà mình nhắc các bạn. Này, thôi, bây giờ trở về là mình phải quanh về. Mình phải quanh về nhà để mình cứu chú Bảy thôi. Đúng không nào? Mình phải quanh về nhà cứu chú Bảy thôi. Hey. Thôi, quanh về nhà cứu chú Bảy thôi. Hey. Hey, trời ơi, cuối cùng thì mình cũng đã chạy về tới được tới nhà rồi. Kìa đó, cái đó là cái đầu chế tạo mình á. Ok. Ai, trời, á mừng quá mừng luôn, mình đã về rồi nè, mình đã về rồi. Trời ơi, tôi về rồi, các làng ơi, dân làng ơi, tôi về rồi. Wow. Ai, mình đã kiếm được lọ thuốc phép của Herodai. Ai, ơi, ơi đâu rồi, mình phải vô làng thôi. Ai, à, thầy ơi, thầy bùi, à, đây đây thầy bùi, trời ơi, con đã kiếm được. Đây, đây là lọ thuốc của ông Herodai phép màu đã cho con. Ừ, cái này có thể cứu được rất nhiều người á, bất kể là chuyện gì luôn á. Ờ, à, trời, ui, nhìn thần kỳ quá vậy. Ờ, à, bây giờ đưa cho ta để ta cứu chú Bảy nào. À, à, dạ, 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 đó, 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 bây giờ cứu chú Bảy đi. Thôi, làm phép cứu chú Bảy đi nào. À, à, bây giờ ta sẽ làm phép nha. Ôi 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 chú Bảy tỉnh lại rồi hả? Ờ, chú đã tỉnh lại đây, đây chú Bảy của con đây. À, chú nãy chú mơ màng, chú không biết gì luôn á. Ôi, tự nhiên giờ chú tỉnh lại chú thấy khỏe mạnh gần chết luôn á. Ờ, trời ơi, hên quá, chú Bảy cũng đã được cứu rồi. Ơi, à, phận làm thầy bùa cũng bất lực với cái bệnh này luôn á. Ơi. Ôi, ơi chú Bảy. Ơi vậy là may quá rồi. Ơi. À, cảm ơn con nha. À, cảm ơn con đã cứu mạng của chú Bảy. Chú thật thành cảm ơn con luôn á. À, đâu có sao đâu chú. Lúc trước là con ở bên nhà bên kia là con chạy qua bên làng chú con uống nước là chú đã cứu mạng của con lần đó, là bây giờ con cứu y chang như con trả là một mạng này cho chú thôi. Hey, con không sao đâu. Thôi thôi. Hey, vậy con về nhà chú. Hey, thấy chú vậy cũng vui lắm rồi, con phải về nhà con nghỉ một xíu. Hey, hey, các bạn ơi, bây giờ thì mình cũng đã cứu được chú Bảy rồi. Hey, cũng một quãng đường rất là gian nan để mình cứu được chú Bảy á. Hey. Các bạn nhớ là trong cuộc sống á, thì có những người có thể giúp các bạn rồi, thì lần sau các bạn hãy nhớ những cái sự mà kiểu mà như là cái ơn á, để cho lúc sau các bạn hãy trả ơn cho họ để có qua có lại với nhau, cuộc sống này mới tươi đẹp lên ha các bạn. Và bây giờ nếu các bạn thấy clip này mình hay á, hãy cho một like, share, subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận thêm những thông báo mới nhất về clip của mình. Ok, và hẹn gặp lại các bạn vào trong những clip sau. Ok, và bây giờ chào, hẹn gặp lại các bạn. Ta-da!